gốc diều các bạn nhé. Bắn thêm dây đây, bắn hết dây đây. Đéo buộc chưa? Này, đưa mồm, mấy đứa giữ lên đây này. Đó, đầu đi. Cầm lấy tóc, cầm lấy. Rồi, rồi. Rồi. Ở ra ngồi qua đây. Mày ăn đi, đang đi tóc chưa? Ừ, giữ ấm đi. Đây, giữ ấm đi. Cháy. Ngồi đây nè, ngồi nó nóng, ngồi nó khô ấy. Cháy, kêu cháy vào dây diều, đứt dây diều đó mày ạ. Cô vô được không? Ừ. Cháy vào dây diều, đứt dây diều. Mờ khô ấy mà. Dây diều đấy bạn này. Ủ mát ấy. Mát. Ấm chưa? Mà thằng anh, cái thằng anh hay là. Ngồi đây nè, ngồi đây. Các chân chơi thái diều này. Làm gì nó nhỉ? Nó mì à? Xem trong đây có những cái gì nè. Mở nó mà mở ra. Nó mì. Nóng lắm. Ui. Cả xúc xích này. Chết rồi. Lại đi tốc bè, tốc bè. Ngồi ăn. Đây, diều đấy các bạn. Đâu tôi đi. Đấy, các bạn của Bảo Khánh đang cắm trại ngoài đồng các bạn nhé. Đây, lắp từ từ không có được gãi đồ nhá. Đấy, lắp từ từ nhẹ nhàng thôi. Đây, bạn An đang ở đây à? Nãy bạn An cũng có ở đây chứ nhỉ? À đây rồi. Hả? Tất cả đều ở trong túi hết mà. Tất cả. Đây ở trong cái túi này, đồ ở trong cái túi này. Cái gì à? Nâng này đây này, nâng này đây đây Khánh ơi. Mang này đây này. Ở gần bếp nên là sướng với nó ấm này, đúng không? Lấy thêm mấy củi nữa đốt. Ui. Từ từ nâng cái lên không ăn. Ngồi một đống trong liều. Ui, chân địa trong liều. Quang tinh. Nhưng mà thằng Duy giống gì vậy? Nhưng mà cái mì tôm đã ăn xong rồi. Đến chương trình uống nước. Bếp còn chưa đốt này. Ngon. Gia Hưng đang ốm các bạn nhé. Đây, cái tim ở đang còn này. Bắt nhưng mà là bóc ngon. Mua mịch. Diều các bạn. Trời sắp diều rồi. Đấy, di rời diều lại gốc diều các bạn nhé. Bắn thêm dây đây, bắn hết dây đây. Đéo buộc chưa? Này, đưa mồm, mấy đứa giữ lên đây này. Đó, đầu đi. Thả đâu. Cầm lấy tóc, cầm lấy. Rồi. Vừa kinh là không buộc ở trong à. Chiếc phủng gì à? Thả được không? Được, cho thả ra đi. Đây, diều đã được sán ở gần liều các bạn nhé. Ôi, chúng cần dây nữa bớt. Đấy, diều đã được sán ở gần nhé.